Hà, xin chào cả nhà mình nhé. Dạ vâng rồi, hôm nay em Hà sẽ lên một ít về cái dòng sản phẩm về đồ điện cũng như là một ít cái dòng đồ điện nhà em mới về và một ít về đèn pin cũng như là đèn tích điện để cho cả nhà mình chuẩn bị vào mùa mưa bão như cả nhà nhé. Rồi thì cả nhà mình cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới xúc Mộc Hà nhà em nhiều hơn. Dạ vâng rồi, thì em chúc cả nhà mình có một buổi tối xem live thật là vui vẻ. Mình mua hàng thì cứ liên hệ với hai cái số hotline em trên màn hình để in cho các bạn nhân viên tư vấn cũng như chốt đơn hàng. Shop thì nằm tại Nhân Trạch Đồng Nai như cả nhà nhé. Cả nhà mình lưu ý là cứ đơn trên 200 ngàn là nhà em Hà bao ship nhé cả nhà nhé. Rồi em sẽ vào chi tiết sản phẩm đầu tiên của nhà em, đó là sản phẩm về cái dòng con Atomat của dòng Panasonic nhé cả nhà nhé. Đây, dòng này là dòng một hãng của Panasonic nên là cả nhà mình cứ yên tâm về cái dòng này nhé, hàng chuẩn của công ty luôn. Rồi con này thì nó sẽ là 20A cho cả nhà mình luôn. Đây, một cái Atomat như này thì em thấy cực kỳ là ok luôn cho mình này. Nó sẽ kèm cho mình là một cái cục như này. Đây, đó. Em sẽ xoay lên cho cả nhà mình xem luôn nhá. Rồi. Đó, rất chi là ok luôn. Đấy. Rồi, cả nhà nhìn đã biết là hàng chất lượng rồi. Nhìn từ cái chất liệu nhựa làm vào bên trong này là hoàn toàn là bằng đồng cho mình luôn rồi. Nên là cả nhà mình cứ yên tâm nhá. Hàng thì cực kỳ là ok luôn cho mình. Rồi, dòng này thì em đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 50.000 một CB. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Thì con này nó sẽ gồm cả một cái hai cái đinh này cho mình đi về, mình chỉ việc vít vào trong tường là xong thôi nhá, mình không cần phải mua bán cái gì ngoài nữa, cực kỳ là tiện với giá chỉ 50.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là Atomat hoặc là CB với giá là 50.000 cho một cái Atomat này thôi nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Em ấn lẫy nào giờ nó lên rồi đây này. Đấy, rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Thì con này nó sẽ là sản xuất tại Make in Việt Nam của mình nhé cả nhà nhé. Và hàng này thì cả nhà mình cứ yên tâm luôn là hàng chất lượng cao, không phải hàng vớ vẩn đâu nhé. Đó, rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đó, rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con ổ điện âm. Dòng ổ điện âm của nhà em thì em đang có hai dòng ổ điện âm. Dòng ổ điện âm thường này với giá chỉ có là 8.000 đồng thôi. 8.000 đồng cho một ổ âm thường như này. Còn nếu như anh nào mà muốn lấy siêu chịu tải thì mình lấy hộ em luôn lên về cái dòng này nhá. Dòng siêu chịu tải này thì nó sẽ chịu tải từ 3.000 cho đến 6.000W. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 25.000 thì sẽ gồm hai màu như em để trên line như này nhá, màu trắng và màu vàng như này nha cả nhà nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con phích chịu tải. Dòng này là dòng phích chịu tải của nhà em Hà. Dòng này thì nó cũng sẽ chịu lên đến 6.000W. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 25.000 một cặp. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Cái này là hàng của Việt Nam, là công ty Fengol nhé. Hàng này là hàng em lấy từ công ty nên cả nhà mình cứ yên tâm về chất lượng đi. Đã qua QC kiểm tra rồi nên là cả nhà mình không phải lo về chất lượng nhé. Hàng này thì 10 khách xài, cả 10 khách đều khen và quay lại mua để dự trữ nhé. Nên là cả nhà mình yên tâm. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Dòng này thì nó sẽ được làm cho mình là cái lớp chống cháy cực kỳ ok, và ốc vít và dây của nó thì được làm hoàn toàn là bằng đồng, dễ lắp đặt hai dây đi kèm cho mình luôn nhá. Dòng này thì nó luôn luôn sử dụng cho những cái máy khoan, máy cắt, máy cưa và máy công trình. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con Fixie 5 thông minh. Đây là cái dòng Fixie 5 thông minh của nhà em. Dòng này thì nó sẽ quay được cho mình là 180 độ như này chị em, 180 độ như này chị em. Đó, dòng này là hãng của công ty Fangol luôn, hàng của Việt Nam, và dòng này nó sẽ là 250V và 4.500W như cả nhà nhá. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn, được là chia 5 như này cho mình luôn. Bên trong thì được làm hoàn toàn là bằng đồng như này nhá cả nhà nhá. Nên là cả nhà mình cứ yên tâm về chất lượng này. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con dây điện. Đây, dòng dây điện thì hiện tại là nhà em đang có cái dòng dây điện mà siêu chịu tải này. Dòng dây điện siêu chịu tải con này lên đến 6.000W như cả nhà nhá. Dòng này thì cực kỳ là ok cho mình sử dụng nhá. Đây, em sẽ bóc luôn cho mình xem về chất liệu bên trong như nào nhá. Đó. Con này thì 6.000, con này chịu tải lên đến 6.000W cho mình luôn. Đấy. Dòng này thì nó sẽ chịu được cho mình là cỡ từ bếp đây, nó sẽ ghi trên này luôn cho mình. Còn nó sẽ có thông số hết cho mình luôn đây. Đó, trong trái này. Rồi. Có nhu cầu sử dụng các thiết bị ví dụ như là bếp từ, bếp lò cái thứ đều được luôn nhá. Đây, ổ cắm rất chi gọn gàng, phù hợp cho các thứ mang theo, rất chi ok luôn cho nhà mình luôn. Đó. Rồi, so chịu áp này bằng đồng nguyên chất 100%. Đấy, cả nhà mình cứ yên tâm nhá.
Đó. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đây, chuyên sử dụng cho những các cái máy này, thiết bị văn phòng, máy tính, máy in, máy photo và thiết bị điện gia đình, ví dụ như lò vi sóng, nồi lẩu, rồi thiết bị cầm tay như máy công trình, đồ gia dụng có công suất lên đến 6.000W nha cả nhà nhé. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Dạ vâng rồi, một cái dây này thì nó sẽ là dây dài 5m. Thì hiện tại là em Hà sẽ để cho nhà mình với giá chỉ có là 60.000 thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là dây điện siêu chịu tải 5m với giá là 60.000 đồng. Rồi, còn nếu như ai nhu cầu mà muốn sử dụng luôn cả cái ổ của nó thành một cặp như này thì mình có thể mình sử dụng cho em cái cặp này nhá. Đây, cái cặp này thì con này là ổ của nó thì lại siêu chịu tải lên đến 8.000W nha cả nhà nhá. Đây, siêu chịu tải lên đến 8.000W. Và dòng này thì nó cũng sẽ có đèn báo cháy và hàng của nhà em là hàng công ty Fangold rõ ràng nhá. Không ba hàng trôi nổi đâu nha cả nhà, mình cứ yên tâm nhá. Rồi, con này thì cả nhà mình đợi em xíu em. Em bên trong này của nó thì nó sẽ được làm hoàn toàn cho mình là bằng lõi sứ ở bên trong nha cả nhà nhá. Lõi sứ nên cả nhà mình cứ yên tâm luôn. Đây, cái thông số của nó có ghi bên ngoài như này cho mình luôn đấy nhá. Đấy, được làm bằng nhựa ABS này, được chống cháy này, vỏ bền chịu va đập được này, lõi bằng sứ chống cháy, cả nhà nhìn thấy không, lõi bằng sứ chống cháy. Đó, nhưng mà đúng sự thật nhá, bởi vì hôm em mở con này thì em cũng like rất nhiều rồi, nên là em mở cũng rất nhiều rồi, nên là hôm nay em không mở ra đấy. Chứ bên trong thì em kiểm tra cái thứ nhất là bằng đồng này, được đi hai đường của nó song song là bằng đồng này, đúng là bằng bên trong này là bằng bằng sứ thiệt nha cả nhà nhá, nên là cả nhà mình yên tâm giúp em nhá. Rồi, với giá chỉ có là 65.000, nếu như ai lấy tách rời là 65.000 một ổ, còn nếu như mà ai lấy một bộ như này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 120.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là ổ điện siêu chịu tải hoặc là ổ điện cộng dây siêu chịu tải với giá chỉ có là 120.000 một cặp như này. Còn lấy tách rời là ổ 65.000, còn dây là 60 như cả nhà nhé. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con dây điện. Đây, dòng này là dòng dây điện thì nhà em đang có cái dòng dây điện 5m và dây điện 8m. Dòng này thì của nhà em nó sẽ gồm luôn cho mình là cái công tắc này và đuôi. Ngoài ra thì nó kèm luôn cho mình cả phích cắm rồi. Dòng này thì em Hà đang để cho mình là dây 6m với giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn dây 5m thì với giá là 45.000 nhé. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con phích cắm tường này, là cái dòng này là dòng mã 1 nhé. Dòng này cả nhà mình lên hộ em là mã 1. Dòng này thì nó cũng sẽ có đèn báo sáng như này. Và bên trong thì được làm hoàn toàn là bằng đồng nhá. Con này thì nhà em Hà đang sử dụng rồi, em thấy là rất chi là bền luôn. Em sử dụng hơn năm nay rồi, chưa có hiện tượng mà cháy hai cái lỗ gì đâu. Cả nhà mình cứ để ý, nhiều khi mà điện nhà mình nó không đều ấy, vớ phải cái ổ mà nó đều á là nó sẽ bị cháy hai cái đầu này. Đó, nó sẽ bị cháy hai cái lỗ này. Nhưng cái dòng này của nhà em thì em đang quan sát là em sử dụng rồi thì em chưa thấy có một cái vấn đề gì đó, cái vấn đề như thế xảy ra nha cả nhà nhá. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 35.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là ổ điện mã 1 với giá là 35.000, hàng của công ty Fangold cho mình đây nhá. Đấy, dập thương hiệu các kiểu trên như này luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đuôi đèn xoay đa năng. Đây là cái dòng đuôi đèn xoay đa năng của nhà em Hà luôn nè. Đó, dòng đuôi đèn xoay đa năng của nhà em, dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 15.000 cho một đuôi đèn xoay đa năng như này. Đó, còn là nếu như ai sử dụng mà đuôi đèn không dây thì với giá chỉ có là 10.000 đồng cho một đuôi đèn không dây. Rồi, còn ai mà lấy phích chia 5 thì cái ổ chia 3 này, ổ chia 3 này thì nhà em sẽ có hai kiểu như này. Một là kiểu là chân tròn, một kiểu là tròn, một kiểu là vuông, chứ còn là chân tròn hết nhá cả nhà nhá. Đây, một kiểu là chân tròn mà là dùng để dẹt, còn cái này là để vuông, để tròn. Đấy. Ví dụ như ai mà muốn cắm 3 lỗ hoặc chân dẹt thì mình lấy cái vuông như này cho em nhá. Cũng là của công ty Fangold hết, nhà em mà lấy hàng thì cả nhà mình yên tâm là hàng hãng đi nhá. Em không lấy hàng trôi nổi vớ vẩn đâu, cả nhà mình yên tâm. Đó. Rồi, với giá chỉ có là 15.000 cho một cái phích chia 5 này. Đó, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con dòng này là các cái dòng về bóng đèn. Đây, dòng bóng đèn thì em trước tiên luôn cho mình đó là về cái dòng con đèn pin Đức này. Dòng đèn pin Đức này thì em bao chất lượng là sáng, vô cùng sáng luôn. Dòng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 160.000 cho một cái đèn Đức như này nhá. Nên là cả nhà mình cứ lên đơn mã giúp em là đèn pin Đức với giá là 160.000 cho một cái đèn pin
đứt như này. Thì em đi kèm nó sẽ có gồm cả dây sạc luôn cho mình nhá, với giá 160k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con dây đèn ba đầu như này nhá. Đây là dòng đèn ba đầu, con này thì là hàng Polymer Made in Japan nhưng sẽ được đặt nhà máy tại China nha cả nhà nhá. Bên ngoài nó sẽ có dập chữ China trên cái hộp của nó ấy. Rồi con này thì nó sẽ có là ba chóa như này cho mình luôn, và chóa thì chóa trắng nhá cả nhà nhá. Rồi dòng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 110.000 đồng, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Dòng này thì nó sẽ đi kèm luôn cho mình là hai viên pin 18650. Dòng này thì pin của nó thì em cũng nói luôn là chất lượng thì pin nó không được cầm cự lâu đâu, nên là cả nhà mình mua nếu nhu cầu mà muốn sử dụng pin lâu thì mình có thể mua kèm luôn cho em một cục pin thế này nhá. Đây, mua luôn kèm pin. Thì em Hà có bán cả kèm pin luôn. Đây, ví dụ như là anh nào mà nhu cầu muốn có pin dự trữ cũng như là muốn pin thay thế, mình sử dụng luôn của cái hãng DB này, hàng bao xịn sò cho mình luôn. Dòng này thì của nó là 20.000 mAh và con này thì nó sẽ là 3.7V nhé cả nhà nhé, pin 18650, em đọc rõ. Và hàng này là hàng nội địa Trung, Made in China. Rồi dòng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá là 35.000 một viên. Nếu ai nhu cầu mà muốn thay cái pin này, em nói thẳng luôn pin này thì đèn nó không cầm cự lâu, em nói rõ rồi nha. Rồi thì mình có thể mình mua cái con pin này mình thay thế vào cho em nhé. Rồi thì đây là cái đốc sạc nữa. Nếu như nhu cầu mà anh nào mà muốn sử dụng cả cái đốc sạc pin 18650 thì mình mua luôn cho em với giá chỉ có là 45.000 cho một cái đốc sạc pin đôi như này thôi nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Pin thì 35.000, còn là đốc sạc là 45.000 một sạc một lúc 2 viên nhá. Rồi, dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 101, thì con này nó sẽ quay kèm luôn cho mình là cả một cái dây sạc này đi kèm nhá. Rồi, với giá là 110.000 đồng cho cái đèn pin ba chá, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đèn pin chống nước hàng của hãng ND. Đây, đây là cái dòng con đèn pin chống nước của nhà em nhá. Đây là dòng đèn pin chống nước của nhà em, thì dòng này thì em cũng thấy cực kỳ là ok luôn. Dòng này thì mình có thể mình dùng đi mưa đi nắng đều được, vô tình đi mà bị mưa thì mình có thể sử dụng cho em luôn. Con này thì phù hợp cho những anh mà đi câu cá câu ếch rồi đi xoay cua, bởi vì nhiều lúc là đôi lúc là mình đi mình không thể biết là trời nó mưa lúc nào, vào cái mùa này thì nó là vào mùa mưa rồi, mùa mưa bão rồi, nên là mình sử dụng giúp em con này nhá. Và con này thì trá là trá trắng bao sáng cho mình luôn nhé cả nhà, mình cứ yên tâm nhá. Hãng của ND và cầm thì cực kỳ là chắc tay, con này sẽ được báo pin ở đây nhé cả nhà nhá. Rồi và con này nó sẽ có dây sạc đi kèm cho mình luôn. Đây, dây sạc và củ sạc của nó đây nhé cả nhà nhá. Đó, rất chi là tiện luôn. Dây thì cực kỳ là ok và giá thì lại cực rẻ luôn, với giá chỉ 110.000 thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn pin độ đầu chống nước với giá là 110.000 đồng, em bao luôn thị trường, không ai bán được cái giá này như em luôn nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Thực ra đèn pin em Hà bán đôi lúc nó chỉ là lực đi để mà lấy tương tác cho với cả nhà thôi nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em, tại vì em đổ xỉ về dòng đèn pin mà, nên em bán giá rẻ như cho luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đèn pin chống nước với giá là 110.000 đồng. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con mã đèn pin siêu sáng của nhà em đây. Đây là dòng đèn pin, mã đèn pin siêu sáng, và con này thì bao bao sáng cho mình luôn. Số lượng thì thực chất là cũng có hạn thôi. Dòng này thì em tư vấn luôn cho nhà mình luôn là về cái dòng cục pin này thì cần mình không cần mua pin thay thế. Trường hợp là mình muốn mua pin để dự phòng mất điện mà mình vẫn có đèn pin để soi thì mình mua dự phòng thôi nhá. Còn cái cục pin này em bao bền bao chắc cho mình luôn, dòng này cầm phát biết là hàng chất lượng rồi, nên là cả nhà mình cứ yên tâm nhá. Đấy, em có sao là em tư vấn thiệt trên live luôn á. Rồi, dòng này thì nó là bao bao sáng rồi, dòng này là dòng mã đèn pin siêu siêu sáng rồi nhá. Dòng này thì nó là hàng của Polymer và Made in Japan nha cả nhà nhá, hàng Polymer Made in Japan. Rồi dòng này thì nó sẽ được đặt nhà máy tại Made in China, và con này nó đi kèm luôn cho mình là cả một cái dây sạc nhá. Dây sạc chứ không có đốc sạc đâu, dây sạc, em nhắc rõ lại cho cả nhà mình luôn luôn rồi. Đó. Rồi con này thì nó sẽ có cả cái nan châm đằng sau như này, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn pin siêu sáng này, sáng đầu và sáng hông như này luôn. Với giá chỉ có là 110.000 đồng, dây sạc đi kèm các kiểu như này nhá. Đó, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Con này thì bao sáng và pin của nó cũng khá là ok. Nhiều anh bảo là em ơi em muốn mua một cục pin dự một cục pin thay thế, thì em cũng khuyên rằng là cục pin này của nó xịn rồi, mình không cần phải mua thêm làm gì để thay thế. Còn nếu như cầu mà các anh muốn sử dụng là để in mà mình làm dự trữ thì ok em bán, chứ còn là thay thế mà tự dưng bỏ cục pin này phí lắm, uổng lắm. Nó đắt đắt ở cục pin này, cục pin này xịn mà. Với giá chỉ 110.000 đồng, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em, và con này sẽ đặt nhà máy tại Made in China nha cả nhà nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đèn pin mã 3 này. Đây là dòng đèn pin mã 3 của nhà em. Dòng này thì nó là hãng cũng là một cái con mà bullet như này luôn. Và dòng này thì nó thân đèn của nhà em thì hoàn toàn là bằng nhôm nhé cả nhà nhá. Con này thì độ sáng vừa phải, không thể bằng con 101 kia đâu nhá, tiền nào vải lấy. Con này thì giá chỉ có 70 thôi. Đó.
mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Đấy, nhiều anh thì cứ nghĩ là sao đồng tiền mình bỏ ra thế mà mình lại muốn hưởng chế độ cao hơn, thì mình có thể mình sử dụng em giá tiền nhiều hơn, có sao thì em nói vậy nhá. Rồi, dòng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 70.000 thôi. Dòng này thì nó sẽ gồm cho mình luôn là cả một cái dây sạc đi kèm luôn. Đây, dây sạc đi kèm với giá là 70k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn pin mã 3 với giá là 70.000 nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đèn pin Bolit hàng của Nhật. Và con này thì sẽ được nằm trong một cái hộp như này, thật cực kỳ và xịn sò. Và con này thì giá nó cũng sẽ cao hơn con vừa nãy, đó là con giá 90.000 luôn. Và dòng này thì em cũng bao chất lượng là sáng, cực kỳ sáng. Và cái cục pin của nó thì cũng không được là ok lắm. Và nhà mình muốn nhu cầu thay pin thì cứ alo em Hà nhá. Nhưng mà em nói luôn là nhà em chỉ bán kèm đi thôi, chứ em không thể là có nhiều anh bảo em là thôi em thu lại cái cục pin này đi và trừ sang cái cục pin kia rồi anh bù bao nhiêu tiền. Dạ thưa là em không, bởi vì cái cục pin này bán có được đâu mà lấy về thì ngang kiểu thách đố shop rồi nhá. Nên là các anh thông cảm chỗ này cho em Hà nhé. Rồi dòng này thì nó sẽ là đèn pin sáng, sáng con này là sáng nhé cả nhà nhá, và nhỏ gọn, con này cũng rất nhỏ gọn luôn cho mình luôn. Rồi dòng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 90.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn pin mã 8 với giá là 90k. Và con này là hàng Bolip made in Japan nhưng sẽ đặt nhà máy tại made in China. Con này sẽ gồm luôn cho mình một ốc sạc pin theo cái kiểu là pin giờ như thế này nha cả nhà nhá. Ai nhu cầu mua pin nữa thì cứ alo em Hà bán pin cho nhá. Rồi với giá chỉ có là 90.000 cho một cái con đèn pin mã 8 như này, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đây, made in China. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đèn pin Bolip màu chức năng. Đây, dòng này thì em bao sướng và bao sáng cho mình luôn. Dòng này thì em nói luôn là trên thị trường giờ nó đang có 3 dòng luôn song song. Một dòng nó sẽ là màu cam, một dòng sẽ là màu vàng, cũng cái kiểu đèn như thế này. Nhưng mà cả nhà nhìn là đã biết là đây hàng nhái rồi, nhìn nó không thể sắc sảo như một cái con đèn của nhà em Hà đang cầm trên tay này đâu nhá. Rồi dòng này nó là hàng của Bolip và made in Japan. Con này nó cũng sẽ có luôn cả cái phá kiếng, và trường hợp bây giờ là mình thấy là cháy rất chi là nhiều luôn, mình có thể mua con này về vừa sử dụng làm đèn sáng, và cái thứ hai nữa mình có thể mình làm phá kiếng luôn giúp em nhé. Và con này dắt dây beo cho mình luôn và có luôn cả lan châm như này, rất chi là tiện, và la bàn như này cho mình luôn. Và con này mà ra thì nó sẽ cho mình luôn nữa là về cái dòng này là mình sạc bằng năng lượng mặt trời phòng trường hợp mất điện nhưng vẫn sử dụng được, bởi vì nó hứng năng lượng mặt trời cho mình luôn. Rồi dòng này thì nó sẽ sáng hông cho mình luôn này. Đó. Và sáng báo đèn SOS khi mà mình mất điện, mình đứng ở trên trần cao mình giơ lên mình cũng có thể, hoặc là mình gặp nguy hiểm mình báo là người bên cạnh sẽ biết. Rồi có đèn sáng trước, sáng sau và sáng cực sáng và sáng nháy cho mình luôn này. Đó. Rồi dòng này thì em cũng thấy khá là ok để phòng bị bản thân mình luôn nhá. Rồi con này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá là 180.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn pin 11 chức năng với giá là 180k, kèm luôn cho mình dây sạc đi kèm như này nhá. Ở trong hộp hành đầy đủ và rõ ràng là hàng này thì cực kỳ là ok luôn cho mình luôn. Hàng này là em bao chất lượng cho mình nhé cả nhà nhá. Hàng này hàng chuẩn loại 1 cho em nhá. Với giá là 180.000, quá rẻ mà cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đèn pin này là đèn pin 2 đầu cảnh sát Nhật nha cả nhà nhá. Dòng đèn pin 2 đầu cảnh sát Nhật, và dòng này thì em bao chuẩn Nhật cho mình luôn. Dòng này là hàng Bolip made in Japan như này nha cả nhà nhá. Bây giờ nó ra nhiều hàng lắm nhưng mà hàng nhái à. Đó, rồi dòng này thì bao rất sáng sáng cho mình luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cảnh báo cả SOS các thứ cho mình như này luôn. Và con này nó sẽ sáng được cả hai đầu nhá. Đèn pin gọi là đèn pin hai đầu ấy, cả nhà nhìn thấy sáng vô cùng sáng luôn. Và nó sẽ sáng được cả bên hông như này luôn. Đó, rất chi là tiện lợi khi mà mình trường hợp mất điện mình để như này cho cả nhà mình vẫn sáng nhá, vô tư luôn. Và ngoài ra thì em này nó sẽ có luôn cho mình đó là về cái phòng bị là chống va đập, bởi vì cái này hoàn toàn của nó những cái này này sẽ được làm bằng silicone hết cả nhà. Khi mình rơi vớt xuống không có lo bị bể bủng gì hết nhá. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 250.000 bao ship, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Thì con này nó sẽ kèm luôn cho nhà mình nó là một cái dây sạc như này đi kèm nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn pin 2 đầu với giá là 250.000 bao ship, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đèn này gọi là đèn bão như cả nhà nhá. Đây là về cái dòng đèn bão rồi. Thì em là em sẽ lại qua luôn về cái dòng đèn tiết kiệm cho mình luôn đấy. Rồi dòng đèn bão này của nhà em thì con này nó sẽ có là đèn bão rút lên nha. Đấy, rất chi là ok. Ngoài ra thì nó sẽ có luôn cả cho mình luôn đó là kịch bạc như này, rất chi là sáng nhá. Đấy.
rất chi là tiện cho mình sử dụng luôn nha cả nhà nhé. Đấy, rất ok luôn. Đấy, dòng này thì em thấy cũng khá là ok và mát như này. Ngoài ra thì em này nó sẽ sử dụng cái dây sạc số 8 nên là cực kỳ tiện nha cả nhà nhé. Đó. Và ngoài ra thì nó sẽ có ứng hướng ánh nắng mặt trời luôn như này. Thì con này nó sẽ gồm có màu bạc và màu vàng như này nha cả nhà nhé. Thì xin vui lòng không chọn màu giúp em. Đôi lúc là nó sẽ màu vàng như này, đôi lúc nó sẽ là màu bạc như này nhé. Bởi vì không phải em hàng khó tính đâu, bởi vì là nó không có hàng để mà chọn cho cả nhà mình cơ. Nếu như nhu cầu mà nó có, em Hà sẽ chọn. Đó là cái điều đương nhiên rồi, chiều khách mà. Rồi cái dòng này thì nó sẽ là sạc cái dây sạc số 8 như này nhá. Dòng này em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ 100 thôi. Mời cả nhà mình nhanh ta lên đơn với em là đèn bão với giá là 110.000 đồng nhá. Giá cực kỳ hạt rẻ và yêu thương cho ta đình nhà mình rồi nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con mã đèn pin gọi là đèn năng lượng mặt trời. Đây, dòng đèn năng lượng mặt trời này đã trong một thời gian qua đã làm mưa làm bão của shop Ngọc Hà luôn về cái dòng đèn này. Vì sao các shop khác nó đang bán 190 mà nhà em lại bán 206 thì cả nhà nhìn hộ em đây. Đây em lấy hộ. Đây, cả nhà nhìn hộ em từ cái bao bì nó có khác không ạ? Nó có khác không? Em chỉ cần nói ngay luôn là cái chất lượng là từ cái bao bì trước, chứ còn em chưa cần nói đến cái hình thức là cái đèn của nhà em nhá. Đây cả nhà nhìn có khác tất cả các shop không? Em khẳng định 100% luôn là em khác tất cả các shop luôn. Bởi vì em làm việc với hàng hãng, em không lấy hàng trôi nổi vớ vẩn, hàng nhái em không lấy. Nên vì sao đèn và các thứ của nhà em nó hơi mắc một tí nhưng xài mãi mãi nhá. Rồi dòng này thì của nhà em nó sẽ là hứng năng lượng mặt trời như này cho mình luôn. Và ngoài ra thì nó sẽ được thiết kế đèn led cho mình là 4 ô như này nhá. Rồi con này thì nó sẽ là bao sáng cho mình luôn, rất rất sáng luôn. Bởi vì là nhà em Hà đã bị mất điện cả một đêm. Em Hà sử dụng con này rồi thấy cực kỳ ok luôn và bao sáng cho mình luôn. Sẽ có đèn báo pin các thứ như này cho mình luôn. Và con này nó sẽ có 5 ánh sáng luôn, là ánh sáng vàng, ánh sáng trắng và ánh sáng trung tính. Ngoài ra có cả ánh sáng nháy như này luôn. Đây ánh sáng đèn led nha. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Và con này thì nó sẽ có luôn cả cái lỗ dây sạc cho mình phòng trường hợp nhỡ may mà mình mất điện mà cái điện thoại nó hết, nó sẽ làm thành cục sạc dự phòng cho mình luôn. Nên mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn pin, à đèn năng lượng mặt trời mã 1 xịn với giá chỉ có là 260.000. Khi em Hà đi thì sẽ là trong hộp hành đầy đủ và dây sạc của nó nhá. Đây, dây sạc của nó đi kèm đây. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Nên là mọi sự so sánh đều là khập khiễng, lúc nào em Hà cũng nói rõ là như vậy, tiền nào vải đấy nhá. Nên cả nhà mình đừng có nghĩ là ở cái shop kia sao nó bán rẻ hơn cái shop này, mà nhìn rõ ràng cũng là cái đèn năng lượng mặt trời, nó cũng giống gần như nhau. Nhưng mà quan trọng nhất là mình cầm trên tay này, mình cầm trên tay này chất lượng nó như nào. Còn em chỉ cần nói sơ ngay qua là cái bìa bao bì nó đã khác rồi. Bởi vì em biết mà, biết shop nào bán như nào em biết hết chứ. Tại vì bọn em bán hàng là mình phải biết, tìm hiểu. Và giá cả là phải cạnh tranh nhau đó. Chứ đâu có phải là mình một giá làm sao mà được, đúng không cả nhà? Đi đâu thì mình phải nhìn đó chứ. Nhưng mà quan trọng là cái hàng nhà mình nó là hàng chất lượng, mình nhập vào giá cực cao rồi thì mình cũng phải bán giá nào, nhưng mà khách nào ưng thì mình mua thôi nhá. Giá chỉ có là 260.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình với là cái dòng con đèn pin, mà dòng đèn pin kiểu cũng là năng lượng mặt trời, nhưng dòng này của nó sẽ là số watt của nó sẽ nhỏ đi thì phải. À đây. Đây đây, cái đèn này chứ. Đây. Đây. Nhà nhìn nó cũng đã thấy khác. Đấy. Nhìn thấy khác liền luôn. Dòng này rẻ hơn. Dòng này có 240 thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn năng lượng mã 2 với giá chỉ có là 240.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Đó, cực kỳ rẻ. Cực kỳ rẻ luôn. Với giá là 240k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em đèn pin mã 2 với đèn năng lượng mã 2 với giá là 240.000. Ánh sáng của nó thì cũng giống như cái ánh sáng kia thôi, nó cũng sẽ có cái mặt đèn hướng năng lượng mặt trời cho mình và tất cả một cái dãy đèn led như này luôn cho mình luôn. Và con này nó cũng sẽ kèm dây sạc cho mình nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn năng lượng mã 2 với giá là 240k. Rồi, em Hà ca tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con bóng đèn tích điện vào mùa mưa này. Mình mất điện rất nhiều luôn. Bây giờ em thấy rằng là mưa bão lũ như năm nay ấy, chưa gì Hà Giang lũ quá trời luôn, khổ thân họ lắm luôn đó cả nhà ơi. Trên những cái vùng cao ấy mất điện, em nhìn thấy mà thương họ luôn á.
đó. Thì em cũng đã về được một cái dòng, đó là đèn tích điện hoa này. Cái dòng tích điện hoa này thì cực kỳ sáng. Nói chung quy là nhà em đã bán mà mất điện thôi, em lôi ra em test hết. Em test xem là cái đèn nào nó ok, rồi là chất lượng này em bán. Em Hà cứ ưu tiên những cái chất lượng em Hà bán, đặc biệt tính em là thế. Giá cả đôi lúc nó cũng là quan trọng, nhưng mà cả nhà mình bỏ ra một xíu tiền nó mắc tí, nhưng mà xài mãi mãi nhá. Rồi, dòng này thì nó bao sáng cho mình luôn. Dòng này thì nó lại có cái đặc điểm của nó hay là sử dụng luôn cho mình, nó là về cái dòng pin năng lượng mặt trời. Ngoài ra, nó sử dụng cho nó gồm 4 cục pin như này của nó. 4 cục pin này của nó là 4 cục pin của hãng và cực kỳ là xịn sò nha cả nhà nhá. Cực kỳ là xịn sò nên cả nhà mình không cần phải mua pin để in mà mình thay thế. Mình có thể mua pin làm pin dự phòng thì ok nhá. Là mua cái pin vừa nãy em Hà bán ấy, là pin 18650 đấy, nó chính là cái pin là những cái pin này là pin 18650. Và con này nó sử dụng liền luôn 4 cục pin như này. Nếu như mà ai nhu cầu muốn sử dụng mà mình để phòng trong gia đình nhà mình nữa thì mình mua liền cho em thêm 4 viên nữa để mình phòng trừ những lúc bất tiện lâu dài đấy. Rồi, dòng này thì em Hà đang để cho mình một cái dòng đèn năng lượng bóng đèn tích điện hoa với giá chỉ có là 250.000 thôi, kèm dây sạc đi kèm như này nhá. Và đây nó sẽ là hàng hãng cho cả nhà mình nhìn. Đấy, hàng rất chất lượng luôn. Hàng giả thì nó làm khác, dù khác nhé cả nhà nhá. Đó. Rồi, hàng này hàng chuẩn hãng của nhà em nhá. Với giá là 250.000 cho một con bóng đèn tích điện hoa. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em luôn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đèn bóng đèn tích điện bằng hoa bằng 5 cánh như này nhá. Đây. Dòng bóng đèn tích điện 5 cánh như này. Dòng bóng đèn tích điện 5 cánh như này thì em Hà lại đang để trên nhà mình với giá chỉ có là 80.000 thôi. Ai nhu cầu muốn sử dụng cái bóng đèn này rẻ hơn thì mình sử dụng cho em nhé, với giá chỉ có 80.000 thôi, tiền nào phải đấy nhá. Dòng này thì cũng khá là ok thôi. Dòng này thì cực kỳ là chất lượng luôn đấy. Là mình sử dụng cho em là mình có thể các cái treo luôn như này luôn. Và con này nó sẽ có hứng năng lượng mặt trời luôn cho mình luôn. Và có dây sạc kèm luôn. Thích thì mình làm cái hoa, mà thích thì mình làm quả bóng như này cũng được. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 80.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn với em là bóng đèn tích điện 5 cánh với giá là 80k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đèn cầm tay DB. Vừa nãy em quên đi mất đấy. Cái dòng đèn cầm tay DB này thì con này nó cũng khá là ok và chất lượng đấy. Dòng này thì em thấy cái thứ nhất là cái màu của nó cũng rất chi là sạch sẽ và đẹp. Em quan trọng trước tiên nó là về cái hình thức nó là rất đẹp luôn. Và cái thứ hai ngoài ra thì con này nó là một quả hãng DB hàng nội địa Trung nhá cả nhà nhá. Đây, ai đã mua cái vợt mũi của nhà em rồi thì tâm đắc luôn về cái hãng này luôn. Tí nữa em lên cái vợt mũi mà cực kỳ tâm đắc, mà em không bán cái vợt mũi nào ngoài cái vợt mũi đấy. Rồi, dòng này thì cũng rất chi là sáng, cả nhà nhìn thấy không? Rất sáng luôn nhá, sáng vô cùng luôn đấy. Không biết không? Sáng không? Cả nhà nhìn thấy sáng không? Ngoài ra thì con này nó sáng được cả bên hông cho mình luôn nha. Đấy, sáng luôn. Rồi, dòng này thì mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn cầm tay DB. Dòng đèn cầm tay DB này thì hiện tại là em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 100.000 thôi. Dòng này thì nó sẽ gồm luôn cho cả mình dây số 8 và cái dây treo như này cho mình luôn, để mình khoác lên cái vai của mình ấy, với giá chỉ có là 100.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Cái mã này em bán rồi, thực sự là em bán tặng luôn, nó không lời lãi gì trên cái dòng này đâu. Chứ còn dòng này phải bán 150 mới đúng của nó nhá. Bán giá gọi là không có nghĩ gì luôn ý. Với giá là, mà con này thì số lượng còn ít thôi nhá, số lượng còn ít mới giá này thôi nhá. 100.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đèn pin DB với giá 100k, đèn pin cầm tay DB đấy. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đèn cổng. Đây là dòng đèn cổng của nhà em. Rồi. Dòng đèn cổng của nhà em thì con này nó sẽ là cái đèn tam giác như này cho nhà mình luôn. Đó. Thì con này nó sẽ là sáng theo cái kiểu là sáng hứng bằng năng lượng mặt trời như này. Và tối nó sẽ sáng cho mình. Dòng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá là 60.000 thôi. Sẽ có cả ốc vít lên luôn này. Mình gọi là đèn tam giác nhá. Mã là mã đèn tam giác với giá là 60k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em luôn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đèn ngôi nhà, cũng là đèn cổng luôn, nhưng mà dòng này nó lại là đèn ngôi nhà như này. Đó. Nó sẽ được làm cho mình là một cái hình ngôi nhà như này, và cũng sáng của con này nó là ánh sáng vàng như này nhé cả nhà nhá. Rồi dòng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 70.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn
ngôi nhà với giá là 70k cho một cái đèn ngôi nhà như này. Đó, cũng hứng bằng ánh nắng lăng lăng ở trời. Ngoài ra thì con này nó sẽ cùng luôn cho mình nữa là về những cái ốc vít như này đi kèm nhá. Thì cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái ấm siêu tốc. Đây. Dòng này là dòng ấm siêu tốc cao cấp của nhà em nhé. Dòng này thì em xài chưa cách nào mà chê được về cái dòng này là dòng ấm siêu tốc của nhà em. Này em cũng bán rất là nhiều và giá thì lại cực kỳ là rẻ cho mình luôn nhé cả nhà nhé. Đây, dòng này thì của nhà em nó sẽ là một dòng của hãng ND, hàng xuất dư Mỹ nhé cả nhà nhé. Hàng xuất dư Mỹ thì cả nhà nhìn nó thấy đẹp không? Con này nó sẽ gồm hai màu, màu hồng. Đây, màu hồng và màu xanh như này nhá. Đây, màu hồng và màu xanh như này. Đó, màu hồng và màu xanh như này nhá cả nhà nhá. Rồi, dòng này thì hiện tại là em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 160.000. Và con này thì nó sẽ được làm bằng inox 304 cho nhà mình và 1.8L. Giá chỉ là 160.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Hàng rất chất lượng chứ không phải là chất lượng nữa đâu. Đây nhá cả nhà nhá. Đó. Đây, cả nhà nhìn. Nhìn cái này, bóng bảnh như này. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Đấy. Con này em xài cả năm nay chưa hỏng rồi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. 160k cho một cái dòng con ấm siêu tốc, giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đấy. Khi em giao hàng thì sẽ kiểm tra hàng trước khi nhận. Kiểm tra hàng trước khi đi nên là cả nhà mình thông cảm giúp em nhé. Tất cả hàng hóa nhà em sẽ kiểm tra hết. Đẹp hết rồi. Qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng vợt muỗi. Mùa này nó cũng là mùa mưa rồi, muỗi rất chi là nhiều luôn. Đây, mình có thể sử dụng cho em cái muỗi, cái vợt muỗi DB này. Cả nhà nhìn thấy không? Em Hà từ nãy đến giờ em Hà bán rất chi là nhiều hàng của hãng DB. Bởi vì cái thứ nhất là nó rất chất lượng, cái thứ hai nó rất chi là ok, và cái thứ ba nó là hàng nội địa trung thật, chứ không phải là hàng pha ke nội địa nhá. Bây giờ cả hàng pha ke nội địa đấy cả nhà, đã là hàng trung rồi nhưng còn có cả pha ke đấy. Nhưng hàng nhà em chuẩn xịn luôn nhá. Rồi dòng này nếu như ai chưa xài thì nên mua, và ai đã mua rồi thì là nên mua để dành. Bởi vì sao em nói là điều như vậy? Bởi vì cái dòng này nó rất chi hay bị đứt hàng á cả nhà. Rồi dòng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá là 150.000 cho một cái vợt muỗi. Mua lúc đầu thì đắt nhưng mà xài càng rẻ, càng xài càng thấy 150.000 quá rẻ. Bởi vì sao? Bền, bắt muỗi tốt, và rất chi là sạc pin cực kỳ lâu, cầm pin rất lâu luôn. Bởi vì trong cái thân đèn này của nó là sử dụng pin 18650 của hãng DB luôn nhé cả nhà nhé. Của hãng DB luôn nên cầm cự pin rất chi là lâu luôn. Sạc một lần xài một tuần. Đó là điều quá đúng luôn nhé cả nhà nhé. Rồi con này nó có thể gấp gọn được cho cả nhà mình luôn, làm trong phòng ngủ của mình cực kỳ tiện luôn như này. Và dây sạc này là dây sạc của nó đi kèm, nhìn cái dây sạc nó thấy uy tín và chất lượng rồi. Rồi không giới thiệu nhiều nữa, dòng này thì em Hà bán quá trời luôn rồi. Đây, dòng tem tủng của nó đi kèm hết luôn như này, với giá chỉ là 150.000 cho một cái dòng con vợp muỗi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em vợp muỗi với giá là 150k. Thì em xin phép nói luôn là trên cái line này của nó là sẽ được niêm phong này hết, nhưng nhà em sẽ rạch hết ra để em kiểm tra hàng, test hàng trước khi đi như cả nhà nhá. Nên là cả nhà em không, hầu như nhà em không có hàng lỗi luôn á. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con ly uống nước. Ly đây, cái dòng ly Mỹ này. Đó, cái dòng ly Mỹ này của nhà em thì cái dòng này thì nó cực kỳ là hay luôn. Cái dòng ly Mỹ này cái dòng ly Mỹ này là cái dòng ly giữ nhiệt cực tốt luôn. Và con này thì nó được làm bằng xu inox 304 nguyên khối luôn, không có một vết cắt. Và ngoài ra thì nó sẽ có luôn cho mình cả những cái gioăng cao su để chống nước bay hơi luôn. Dòng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 60.000 cho một cái ly Mỹ. Và em đảm bảo luôn 100% là không có bị toát mồ hôi ra bên ngoài nhá. Em nói luôn là không có bị toát mồ hôi ra bên ngoài, nên cả nhà mình cứ yên tâm nhá. Với giá chỉ có là 60.000 cho một cái ly Mỹ. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là ly giữ nhiệt Mỹ với giá chỉ có là 60k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng máy đánh trứng này. Cái máy đánh trứng này thì em nói luôn là hàng này là hàng của siêu thị nhá, hàng siêu thị xuất còn một ít thôi. Và cái số lượng của em còn thì em cũng còn rất ít. Em nói rõ lên like, trên like là như vậy nhá. Dòng này thì em đang bán là với giá chỉ có là 35.000. Cả nhà mình không nghĩ là nó sao nó lại rẻ như thế đâu. Bởi vì em Hà bán giá cũng quá là rẻ luôn. Cả nhà mình không bao giờ mua được cái đánh trứng nào xịn sò như cái này. Con này thì nó sẽ là hai cục pin. Và em bán là chưa bao gồm pin nhá. Em lắp pin của nhà em vào bán chưa bao gồm pin. Cả nhà nghe không? Cả nhà mình nghe thấy không?
quá khỏe luôn, con này khỏe cực kỳ luôn. Và con này thì em đây đọc thông số của nó này, đây này, đọc thông số của nó nhá. Con này thì nó sẽ được làm bằng nhựa ABS đây. Cả nhà nhìn có cái máy đánh trứng nào mà như thế này không? Làm từ nhựa ABS, inox bằng xui inox 304 luôn, nhựa DS nhựa này. Thông số của nó là 21 x 4 và nhân 2.7, hạn sử dụng là dưới bản thân cả nhà mình luôn. Và con này nó sẽ là hàng nhập khẩu nha cả nhà nhá. Nên là cả nhà mình yên tâm, hàng nhập khẩu của nhà em đấy, với giá chỉ có là 35.000, không bằng một bát phở Hà Nội đâu. Cả nhà mình nhanh ta lên đơn giúp em nhá. Với giá là 35k cho một cái dòng con máy đánh trứng cầm tay này. Đấy, máy đánh trứng cầm tay này. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Máy đánh trứng cầm tay với giá là 35k, mua đi vài ba con để ra xài dự trữ nhá, không hết, không có hàng đâu. Dạ vâng rồi, thì em cũng xin phép dừng like tại đây nhé. Em cảm ơn gia đình nhà mình đã quan tâm và theo dõi Sốc Ngọc Hà nha em nhé. Em xin chào và tạm biệt, hẹn cả nhà mình vào video tiếp theo. Đi qua nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nhé cả nhà nhé. Để em có nhiều tương tác với khách hàng hơn, nhớ là cho em cái nút like rất quan trọng nhé. Để em có nhiều tương tác với mình hơn. Em xin chào và tạm biệt ạ.